của ở làm phi thông, phi thông thành phố Bạch Giá nha, đạt giải nhì đây. Đó vậy đó, đây là đạt giải nhất nha các bạn. Đúng rồi, cầm vậy là đúng rồi. Tiền đâu không thấy trời. Ba tư, đúng rồi ba tư. Ăn quá ăn rồi. Nhất Linh ăn rồi chắc rồi đó. Nhất Linh lên rồi nè. Lên rồi. Ồ, quá xa rồi. Trời ơi, sao chết máy vậy? Đi kìa. Đi về chưa? Nhất ngay các bạn ơi. Ôi, quá xa. Hết hồn thấy không? Không. Rồi, chào các bạn và mọi người nha. Ai đỏ xa gì vậy ta? Thằng khùng cái gì á, áo đỏ đó. Rồi, đang xuống nha. Lên lên đó. Wow, hay cha bà. Rồi. Lên dữ lắm rồi. Trời ơi, quên áo đỏ chạy kìa. À, mấy này nãy giờ chạy đi ghê luôn á trời. Rồi, nãy đua lại nè. Wow, không kịp rồi bà. Thua thôi. Không kịp. Thua chơi đi ăn quá. Đi kiếm lại. Giờ bỗng chưa, giờ bỗng chưa hả? Bỗng chưa. Giờ bỗng chưa. Giờ bỗng chưa. Giờ tại bị đi trai. Tại bị lần quấy nha Phú. Ừ, lạnh lẹn. Đua lại hả? Chạy lại hả? Đua rồi, chấp nhận chưa? Có giống này. Vậy là cái này chạy lại đó ha. Dạ, thua rồi đó hả? Theo đúng là lấn này là thua. Cái này con đỏ. Đây là chạy lại nha các bạn. Tại mình chơi giao lưu chơi. Chó đẻ nó phước quá. Trời ơi, có bay kìa. Dạ, cái hình quà na là trường ấy đà bán đó. Rồi, cái vỏ bên. Này ăn rồi. Bên trắng ăn rồi. Bên trắng lên xa lắm rồi. Ôi, bay. Lết mẹ rồi. Trời ơi, trời. Ghê lắm rồi. Trời nó bay á. Dài đó mà cua thế đó. Nó nằm nữa rồi kìa. Điểm nữa rồi. À điểm nó bước ra đụng mình đụng. Bởi vậy nó không bớt lại đụng sao? Dạ lo nó bớt thì nó thua luôn. Rồi lại tới tiếp luôn đó. Vậy chắc lỗi luôn rồi. Ông Diệp mồi nãy vậy. Rồi. Xuất phát rồi nha các bạn ơi, vòng này là vòng quyết định đó. Đây là vòng bán kết nha. Mẹn đi. Hai thắng là sẽ vô tranh nhất nhì. Rồi, vỏ bên kia nhảy đó thua rồi các bạn ơi, quá xa rồi, không kịp rồi. Ôi quá xa. Nhật lên. Không kịp rồi các bạn. Rồi, quá xa. Rồi gió này thắng nha các bạn. Chưa hết vòng các bạn ơi, vậy là lộn rồi. Vòng này là còn vòng sau còn khác. Như gió này lỗi nè. Rồi vỏ này là lên tranh lại vô vòng trong nè. Rồi vỏ này là nếu mà lên để chạy thắng cái nữa là vô tranh nhất nhì, mà thua ra tranh ba tư nha các bạn. Đó, cặp cái kia cũng đang chạy lên đó là để tranh giải đó. Rồi vỏ này thì lỗi rồi. Đó, ở đây hai vỏ dưới vỏ mịn chỉnh là ba dưới còn vỏ nữa. Rồi thứ ba. Cặp trai á. Thầy cha, cặp này cũng dữ lắm nha. Ủa ăn rồi. Si ơi, mày về si ơi. Ai cha, 5 năm. Rồi qua, ai mình qua rồi. Không kịp luôn trời. Rồi vòng 2 3 đầu tiên anh Việt xong cuộc thắng. Đổi tay. Hai
nhất này. Đó này ra trên 34 mà. Đó ra trên 34 nha. Màu xanh bên kia kìa. Ờ bằng đó, con nó đi kìa. À, chú coi nè thấy không, nó đi cà lì lì, nó đi trước luôn nè thấy không, không thấy nó qua luôn đâu, không có cửa kẹp nó đâu. Thấy không, thấy cảnh không, má nó đi ghê lắm. Mai bắt cái này anh không má à, cái đó không kẹp rồi bán kết nha các bạn. Bây giờ thì giỏ này thì rớt lại tranh 34, còn giỏ này thì vô tranh nhất nhì đó. Giỏ này là nói về là nó cũng là cao thủ nha các bạn, cao thủ của tranh chẹt đó các bạn. Giỏ này là đợt rồi tôi ở trên ruộng lấy giải nhất á. Không phải năng khác. Em đi anh bảo mới. Đúng. 34 đúng rồi, 34 ăn quá ăn rồi, Nhất Linh ăn rồi chắc rồi đó. Nhất Linh lên rồi nè, lên rồi. Ồ quá xa rồi, trời ơi sao chết máy vậy, nương hả, trời ơi cha hạ máy hết hồn chứ, tưởng chết máy chứ. Rồi hạng ba nha các bạn, đây chiếc này hạng ba rồi, chiếc này hạng tư. Cái này lọc xuống hạng tư luôn. Tranh chạy ba. Dùng ghe hạng tư luôn. Tốc châu bán. Rồi gió này thì hạng hạng ba. Ở tốc châu. Này ở tốc châu. Đề nghị xuống lại. Cái vỏ trắng. Ở đây có sự điểm hứa nhẹ. Vỏ trắng. Rồi nhấc nhì bắn luôn rồi kìa. Từ nãy luôn. Rồi nhấc nhì xuống nha các bạn. Bên mình, bên này. Đây mình lên nhặt cái đi. Rồi bên mình đi trước rồi. Đi trước không? Đi trước rồi. Đi trước xa luôn. Cái đề ba mình ăn rồi đó, mà nước rút này sao đây nè. Cái đề ba là mình ăn rồi đó, mình ăn xa lắm rồi. Rồi, bỏ. Chú coi cái nết nó đi kìa. Đi ghê chưa? Nhất ngay các bạn ơi. À, hết hồn thấy không, không kịp luôn á, má đi dữ lắm, đi cái vỏ. Rồi hạng nhì nha các bạn, à, tính cái vỏ này cũng đi lắm luôn đó mà chạy không kịp nha các bạn. À, tính này giờ không kịp chú vỏ này, em coi nó đi rồi, cũng ghê không, dữ lắm luôn. Rồi vỏ này là giải nhất nha các bạn. À, tiếp tục giải nhất. Luôn á. Rồi. Này ở Tràm Chẹt giải nhất các bạn ơi. Ở thi thông mình thì đạt được giải nhì. Sóc sầu giải ba, dòng ghiền giải tư. Rồi các bạn, bây giờ trao giải tại tại ruộng luôn nha, ủa tại sông luôn. Mình không có làm bàn tổ chức tổ gì hết, bây giờ mình tổ chức với nhau, mình chơi rồi là mình trao giải tại tại ở ngoài kinh luôn nha các bạn. Đây là kênh kênh trà. À, bây giờ đang trao giải luôn á. Để coi ra kìa. Coi ra. Đã cái đuôi giỏ rồi ăn nhất. Tin bơi. Có luôn một tí chục canh. Không tin đâu không? Rồi
bây giờ là đang chuẩn bị để trao giải nha các bạn. Đây có cầm sẵn và cầm tiền luôn nha. Đây các bạn, đây là cái giỏ của đội hình đạt giải nhất nha các bạn. Đây các bạn, đây là nhất kỳ ba tiền đây. Vừa đâu lên. Còn bên đây là đây giải ba. Đây là giải ba nè. Giải ba. Đây là giỏi giải nhất các bạn. Nhất gì cho một năm tháng năm mình gặp nhau, cứ liên hệ nhau đi, ở đâu rồi chưa ta, rồi đã đặt giải ba mắp rồi giải nhất là gì đây, rồi đây giải nhì, đây là giải nhì. Rồi nhất mình vỗ tay mạnh vậy cho phần nữa không, thằng nhất vỗ tay mạnh nhớ nha mới được nha. Vỗ tay cái giải nhất nè, giải nhất nè, vỗ tay nè. Đây là nhất, nhì, ba nha bạn. Đúng rồi, đúng rồi. Rồi. Rồi sáng rồi, ai nhỏ con thì chấp một nhất ta cao to bự to. Một xíu. Ba ba vỗ tay nè, thằng nhất. Đây là con đó, tè. Giải nhất cười cho chị. Thôi bây giờ vậy nè. Sớm. Nó cho chụp hình chụp cái này đây. Đúng rồi. Rồi đây là đặt giải nhì của ở là Phi Thông. Phi Thông thành phố Cà Trái nha, đặt giải nhì đây. Giải nhất các bạn. Giải nhất ơi. Đó, vậy đó. Đây là đặt giải nhất nha các bạn. Đúng rồi. Cầm vậy là đúng rồi. Tiền đâu không thấy trời. Rồi vậy chứ cũng tại đâu trời. Thủ đá không phiền bia luôn. Rồi đây thì giải nhì, giải ba. Bạn đâu cỡ á. Rồi xong bài tất cả là đã hoàn thành cái cuộc tổ chức tour nha các bạn. Anh em ơi, mùng năm gặp lại. Mùng năm